Hôm nay xin chào cả nhà. Hôm nay cao thủ Kiệt Lê sẽ đấu với cao thủ Mẫn Lê cả nhà. Trận đấu 35 sức điểm. Xin chào cả nhà. Thi
như quán cà phê
Ơi, sao không về cái đâu? Đây. Này ra hai trái siêu phẩm luôn. Quá đẹp. Bắt bằng em chút. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không rõ. Một phút nè. Thank you.
Thank you.
cũng có chuyện đó. Thank you.
cái đó. Trước em nè. Dài quá nó bị hỏng chậu á.
Lê Kiệt đó phục thù thành công. Mình xin kết thúc video ở đây ngay cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Nhớ ủng hộ mình, cho mình một like, một lượt đăng ký kênh, một comment nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.